này gọi là gì anh em biết không, nét đẹp của thời gian, quay sát vô đây cho mấy ông chú mấy ông anh xem. Nay lên em này là cực kỳ dễ thương luôn, em này là cực kỳ dễ thương luôn và giá nó cũng dễ thương nữa. Anh em quay vô đây xem, xe là sườn thẳng băng nha, không hề mục mọt. Anh em biết vì sao là bảo đảm với anh em không, xe thẳng băng không mục mọt không. Xe này là nước sơn zin, nguyên cây sườn zin luôn, gấp sơn zin, sườn sơn zin. Quay sát vô đây, quay cho anh em xem nha. Đó, cái nước sơn zin nè, đã không anh em, trùng chỉ á, hết nguyên cái sườn luôn, hai bên luôn, cực kỳ đẹp luôn. Anh em nào mà có ý định dựng một con xe zin thì em này quá tuyệt vời luôn anh em nha. Quay từng ngóc ngách qua bên đây, quay vô anh em xem luôn, số khung số máy đều lắm, đẹp lắm, đẹp lắm, cái sườn đẹp lắm anh em ơi, cái sườn đẹp lắm. Qua đây quay cho anh em xem, và giá của nó là cực kỳ dễ thương luôn nha, cực kỳ dễ thương luôn. Quýnh đây cho anh em xem cái chất của nước sơn zin, sườn lốp zin, số khung số máy zin anh em nha, không hề mục mọt, không hề xé luôn. Đây quay vô rõ ràng cho anh em xem, đẹp lắm, nước sơn quá đã luôn, nước sơn trùng chỉ quá đã luôn. À, có làm sao quay như vậy cho anh em xem đó, gấp như vậy, gấp nước sơn zin luôn, cặp te chắc bị hư rồi, cặp te ông chú chủ xe ổng vô cặp te MD zin, phuộc zin, phuộc zin nha, cặp te zin, cặp te MD zin đó. Quay cho anh em ở xa xem ha. À, và hôm nay shop em lên sóng cho anh em một em SS50 biển Sài Gòn, và quan trọng nè, giá của em nó chỉ có 19.500.000 thôi anh em, thấy đã không. Đây qua đây quay cho anh em xem đồ zin rất là nhiều luôn, 19.500.000. Đầu tiên thì quýnh vô cái bình xăng lớn cho anh em xem, bình xăng lớn zin, má xi zin, cao su zin, chim zin ha, nắp xăng cũng zin luôn. Đây một cái giá đó là nghe cái là hết hồn này, giá cực kỳ dễ thương và sinh viên luôn, chỉ có 19.500.000 mà được một em là sơn zin. Anh em nha, đồ zin còn khá. Bình xăng lớn nha, bình xăng lớn này có đồng rồi, có mớp, nói chung là có làm sao thì shop em quay như vậy. Thì nói chung là cái nước sơn zin thì anh em khỏi phải suy nghĩ rồi, tại vì mình quay là cận cảnh và nó không hề có chà chét gì hết. Đó có làm sao thì quay vậy cho anh em xem đó. Có hàng có mục, có hàng có mục. Đó, quay cho anh em nha. Nhưng mà nó không bị lủng nha, rất là sạch sẽ nha, không có miếng xăng gì hết nha. Đây, anh em nha. Yên. Xe này ông chú nào mà có ý định mà mua về, đừng có suy nghĩ là sơn lại nha, đừng bao giờ sơn lại hết, để vậy lau chùi thôi. Lau chùi thôi, nó thật sự. Một là phủ keo, nếu mà không kỹ thì phủ keo, còn nếu mà kỹ lau chùi thường xuyên thì không cần phải phủ keo. Tại vì anh em nhìn cái bình sườn, cái màu sơn zin nhìn nó đã không? Rất là có giá trị để anh em sưu tầm, anh em nha, rất là có giá trị ha. Ba ga sau inox nha. Và dè sau này á là dè sau gia công, dè sau đó là nhựa gia công, nhưng mà cái cốc dè là cái cốc dè zin anh em nha, cốc dè là cốc dè zin anh em nha. Đó, đế là cũng đế zin nè. Hai cái chân sau á là hai cái chân zin, hai chân sau xi nhan 67 zin ha. Hai cái chân trước là hàng mới, hai chân sau là hàng zin. Nền trăm thì sạch sẽ sáng sủa, đã quay cho anh em xem, nền trăm sạch sẽ sáng sủa, phuộc zin, gấp cũng vậy luôn. Quay đây cho anh em xem ha, cực kỳ dễ thương. Nói chung là nhìn nó rất là đã. Nhìn mình lúc đầu mình xuống mình thấy cái xe là mình ưng liền, thấy cái thích cái màu sườn liền, màu sườn quá đã. Và ông chú này á là ổng, tại vì ổng vừa mới mua thêm một chiếc cọp nữa đó, nên ổng chia sẻ chiếc này lại cho anh em. Ổng vừa mới mua một chiếc nữa nên ổng chia sẻ là chiếc xe này, nhìn là thích cái bình sườn liền, bình sườn nhìn là cực kỳ thích luôn, cực kỳ ưng luôn. Mình là mình khoái cái này lắm, mấy cái sơn zin này mình khoái lắm, cực kỳ đẹp, dễ thương. Lên như đây, và em này á, em này là đi cấu hình máy 100 anh em nha, cấu hình máy 100, 4 số CD trên đầu lòng CT đó. Quay gì cho anh em xem, nắp xăng zin ha, di đông zin, gù zin, và được một cái gù 66 nè anh em, như anh em thấy nha, đây là gù 66. Và hiện trên thị trường bây giờ, nếu mà một cái nắp chụp gù 66 không hề rẻ. Nếu mà những anh em nào mà chơi xe thì biết nha. Từ con tán ở trên, hai con ốc phuộc, bàn thờ là sơn si zin hết anh em nha. Bàn thờ là sơn si zin hết.
Đó, đẹp chưa? Bộ màu nhìn hơi bị tê ha. Tay thỏ sơn zin luôn nha anh em. Tay thỏ là sơn zin nha. Phục trước zin, nhẫn zin, tay thỏ sơn zin luôn. Cái tay thỏ, nếu mà thực sự cái tay thỏ bây giờ mà đồ zin cũng ít lắm. Và mình ít lắm, ít lắm. Nói chung là ít thấy lắm. Cái tay thỏ sơn zin lắm. Niền căm đùm zin. À, niền căm thì sạch sẽ, niền căm thì niền mới rồi. Nhưng mà niền căm thì sạch sẽ, sáng sủa, về là anh em chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi. Ha. À, shop em quay là rõ ràng cho anh em. Và mình thấy thật sự là giá em này cực kỳ dễ thương luôn, thật sự luôn, cực kỳ dễ thương. Chỉ có 19.500 thôi. Và anh em muốn xem trực tiếp cho rõ hơn á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Và địa chỉ của shop em và số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha. Qua đây. Quýnh qua đây cho anh em, cho anh em ở xa xem, mấy ông chú xem. Cái xe này mấy ông chú khoái lắm. Cái màu sơn này tại vì anh em thấy rõ ràng đúng không? Cái gì dọn cũng được hết, nhưng riêng vì cái phần mà sơn zin nó rất là khó. Nó rất là khó. Từ cái sơn zin này mình dọn cái đồ zin thì nó dễ. Nhưng mà cái sơn zin rất là khó vô. Anh em thấy mình sườn với cốp không? Nó đều màu không? Đẹp chưa? Cực kỳ xuất sắc luôn. Và có quan trọng, giá của nó cũng quan trọng. 19.500 quá dễ thương. Ha. À, quá dễ thương luôn. Đó, quýnh từ đây vô đi cho anh em xem. Đó, niền căm. Ha. À, sườn đùm. Cấu hình máy của em nó là cấu hình máy 100. Dên đầu lòng CT anh em nha, 4 số CD. Đầu lòng CT zin nha, dên đầu lòng CT zin. Quay vô số khung số máy cho anh em xem. Shop em bán xe lúc nào cũng vậy, quay rõ ràng vô cho anh em xem. Số khung số máy là chuẩn chỉ anh em nha, số khung số máy là chuẩn chỉ. Anh em muốn xem trực tiếp á thì cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Và số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha. Quýnh vô đây luôn cho anh em xem luôn. Quýnh vô cạc te, gấp cạc te ha, zin. Phục sau cũng phục zin luôn. Đó, phục sau cũng phục zin luôn. Quay đây cho anh em xem. Điện đèn can, cần số zin này nha, cần số zin. Ha, cần số zin nè, gác chân máy zin nè. Đó. Test luôn cho anh em xem. Điện đèn can thì đầy đủ, không có thiếu gì hết. Bên shop em dù cái chiếc xe rẻ cũng vậy mà chiếc xe mắc cũng vậy. Lúc nào cũng đầy đủ hết cho anh em, không có thiếu gì hết. Không có thiếu gì hết. Máy móc là thì thầm. Điện đèn can là full chức năng đầy đủ. Cái máy ơi 100 này, cái máy trên đầu lòng city này á, nếu mà anh em chạy là bao anh em đi tour luôn. Cực kỳ bền. Nó cực kỳ bền. Cực kỳ bền luôn. Giá quá dễ thương. Cho một em sơn zin. Anh em thấy ha. Đồ zin khá là nhiều luôn. Quá dễ thương cho một em. Một em biển số Sài Gòn. Quên nó, quay cái biển số cho anh em xem luôn. Cái biển số 50-0320. Biển số Sài Gòn nha anh em. Biển số Sài Gòn nha. Cực kỳ dễ thương. À, và những cái chiếc xe của bên shop em á, là có cọc, là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm. Có cọc là có ship xa hết. Và những anh em nào mà cần phụ tùng hay là xe, anh em tranh thủ nha. Vì 22 Tết là bên giao hàng bên Viettel người ta ngưng rồi, người ta nghỉ Tết. Nên bên shop em, nhưng mà shop em thì vẫn hoạt động tới 30 Tết lận. Anh em yên tâm, cần phụ tùng cúp hay là 67 cứ việc alo trực tiếp cho shop em. Món nào cũng có hết, từ dàn trong dàn ngoài dàn máy lúc nào cũng có hết anh em nha. Máy đã lắm, máy đã lắm. Máy 100 4 số CD. Bịch cái bô này để cho anh em dễ nghe tiếng máy nè. Máy móc là thì thầm. Điện đèn anh em thấy không? Nó không có nước sơn mà anh em thấy, nhìn thấy nó bóng không? Nó không có nước sơn á, nó không có nước sơn mới mà anh em nhìn thấy cái sườn đã không? Anh em thấy cái sườn đã không? Dạ rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. 19.500. Sơn zin, biển số Sài Gòn. Có cọc là có ship toàn quốc cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và chúc anh em